tháng 6 này, giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2022 sẽ chính thức bước vào tranh tài tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Lâm Đồng. Giải đấu do VFF phối hợp với VV tổ chức cùng sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương HD Bank, giai đoạn 1 vòng loại từ ngày 1 đến ngày 9 tháng 6 năm 2022 gồm 5 đội Cao Bằng, Hưng Gia Khang Đắk Lắk, Quảng Nam, Tân Hiệp Hưng và Việt Football. Giai đoạn 2 lượt đi từ ngày 13 tháng 6 đến ngày 4 tháng 7 năm 2022 là cuộc đua của 6 đội Thái Sơn Nam, Sahako, Sài Gòn FC, Thái Sơn Bắc, Savines Khánh Hòa, Hiếu Hòa Đà Nẵng và 4 đội vượt qua giai đoạn 1 vòng loại. Giải đấu được tường thuật trực tiếp trên kênh VTC8 và độc quyền trên nội dung số VOV Live.